Xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay có bác mẫu xe đạp địa hình XDS dù mang xi 500, chiếc xe đạp mang cấu hình khung nhôm và bộ chuyển động là Shimano DOG, thì đĩa cực rỗng vành bánh 27,5 inch và một cái ngoại hình cực kỳ là mới các bác nhé. Cực kỳ là mới, khung sườn này hầu như là không một vết mũi đốt luôn. Đấy, cực mới cực mượt. Đấy, dây toàn bộ chạy âm sườn, đồng màu đen với logo được dập kiểu phẳng quang màu vàng này, rất là đẹp. Model Zomanxi nhé, mang 500. Cái mẫu này cũng là dòng khá là mới. Đây, khá là mới. Đấy, cực kỳ mới các bác nhé. Zin hết, zin 100%. Lốp lác này các bác có thể nhìn lốp này, vẫn còn những cái cao su thừa nhé, chứng tỏ là xe này đi rất là ít. Lướt lát qua rồi bán lại nhưng mà nó giữ được cái độ mới gần như là phải được 95%, 90-95%, rất là mới. Dây chạy âm sườn được sử dụng một cái cấu hình Shimano DOG 6000 Dyna Ship các bác nhé. Nó có một cái khóa cái tai này chống nhảy tầng, thế nó bắt đi vào sóc luôn nhé. Và đè gạt đĩa trên cũng là một dòng đời mới. Cái dòng này nó phải cắt dây từ đây. Đấy, trên khung nó phải có cái lỗ thì dày đây thì mới sử dụng được cái dòng đè này. Đấy. Đây là Browell đùi trục rỗng. Đấy, đùi đĩa trục rỗng rất mượt. Cực kỳ là mượt. Đấy, xích lít các bạn có thể nhìn trên hình này, mới tinh luôn. Đấy, zin hết các bạn nhá, zin từ tay lắm rồi đến những cái chi tiết trên xe. Đấy, phần ghi đông trên thì cũng được sử dụng là DOG này, cái bấm xả DOG và trang bị thêm cái phanh dầu đến từ thương hiệu Shimano nữa. Cấu hình thì rất là ngon rồi, không có gì phải lăn tăn với cấu hình này rồi. Đấy, và có một cái khóa hành trình giảm sóc trên tay lái luôn các bạn nhá. Ống sóc đen này, ống sóc vải màu đen này rất là đẹp. Dầu sóc này là sóc dầu thủy lực. Zin theo xe luôn này, logo này. Vành bánh 27,5 inch, máy Lovatec sử dụng bi là bạc đạn này các bác nhá, bi vòng bạc đạn. Máy sau cũng Lovatec bi vòng luôn. Cấu hình rất chất lượng. Xe thì form dáng cực đẹp. Thì, đang chào bán bên em mức giá chỉ còn là 11.800.000. Rất là ngon. Các bác mà theo dõi kênh em thì hiện tại cửa hàng em có một chiếc cũng như này, chất lượng mới y nhau, màu trắng logo xanh các bác nhé. Đấy, các bác có thể kéo xuống dưới kênh thì sẽ có thể xem được cái video một chiếc xe màu trắng cũng cực kỳ đẹp. Hai con chất lượng mới y như nhau. Đấy, và giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe này và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xoay xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm, thì xe có size là 17 inch các bác nhé. 17 inch phù hợp cho các bác đi khoảng 1m60 đến 1m70, đi là phù hợp. Nó xe này thì chất lượng cực kỳ là mới rồi. Đấy, vẫn còn giữ nguyên được tem e-mail của nhà sản xuất đây.
chất lượng cực mới rồi, nên là bộ chuyển động các thứ là không có gì phải lăn tăn nữa rồi, cực mượt. Và xe đang được bán với em mức giá là 11.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và tới bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác những video lần sau.